Yo 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 yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình đang rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Mình đã làm video về top các nhân vật trong La Hoàn 4.3, video về banner của Rensugen. Những cái video đó nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận của anh em giống như thường lệ. Xin cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ mình với những cái video mới nhá. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có một video giải trí hấp dẫn tương tự như vậy. Lần này mình sẽ làm về top các nhân vật được yêu thích nhất trong năm 2023. Và chắc chắn đây sẽ là một cái top mà anh em xem sẽ cảm thấy rất giải trí. Bởi vì nó không phải là ý kiến cá nhân của một ai cả, mà nó là cái thống kê dựa trên rất nhiều lượt phản hồi. Từ cả chính một nhóm người tự làm thống kê cho tới chính nhà phát hành làm thống kê luôn. Ok anh em, rất thú vị. Vậy thì những cái top đó như thế nào? Mời anh em theo dõi trong video này nhé anh em. Ok, bắt đầu nha. Cái thống kê đầu tiên mà mình muốn nói tới đó là một bài đăng ở trên Reddit với người dùng tạo ra nó trong khoảng 11 ngày trước. Và tên tác giả thì mình đang tô ở đây. Và cái thống kê này hiện tại nó đóng lại rồi và đã có kết quả rồi, anh em có thể xem được luôn. Khi chúng ta bấm vào cái link đó thì nó hiện ra một cái bảng mà toàn số và thời gian các mốc như thế này. Đây là cái chỗ mà họ đã tính điểm cho các nhân vật. Cái quá trình tạo ra cái bảng này thì mình cũng không có tham gia. Nhưng mà theo như mình thấy ở đây thì các mốc thời gian được ghi rất rõ ràng, chi tiết. Đây chắc chắn không phải là số liệu do một người tự bịa ra đâu, mà đó là phản hồi từ hơn 2.000 người, gần 3.000 người trên Reddit. Anh em có thể tham khảo được thông tin trên này nhé. Khi mình bấm sang tab bên cạnh thì nó sẽ có một cái phần thống kê dễ xem hơn về điểm của các nhân vật, tính trên khoảng 10 điểm và rank của họ. Hiện tại thì kết quả đã có. Và mình bấm sang tab bên cạnh thì nó dễ xem hơn nữa, đó là về cái kết quả cuối cùng, ranking. Thì chúng ta thấy rằng Fuina đang đứng top 1 với khoảng 8,6 điểm, 8,6 trên 10 điểm. Sau Fuina là Levilet và Navia. Mình sẽ kéo xuống dưới cùng để xem ai là nhân vật đang đứng dưới cùng. Và không ngạc nhiên, đó là những cái tên như là Aloy, Dory và Mika với khoảng 3 điểm. Diona và Paimon. Paimon làm thấp, thấp khủng khiếp luôn anh em. Mình không nghĩ có Paimon trong cái bảng xếp hạng này nhưng có luôn anh em ạ. Ok, mình sẽ kéo chậm chậm chút để anh em thấy nhá. Rồi, sau đó khi lướt qua thì mình thấy có một cái tên khá là bất ngờ ở đây, đó chính là bà cò Sian Yun. Bà cò mặc dù là chưa phải là nhân vật chơi được nhưng mà cũng có xuất hiện trong cái phần bình chọn này và đạt điểm số rất là cao, lên đến 7 điểm. Như vậy thì nếu như chúng ta có bà cò thì có phải chăng chúng ta cũng sẽ có nhân vật Gia Minh không? Để mình thử tìm xem có không nhá. Và kết quả là chúng ta có Gia Minh thật luôn anh em. Gia Minh đang đạt khoảng 5 điểm với khoảng 5,8 điểm. Rất thú vị anh ạ. Và đây là kết quả top 10 của 2.799 phản hồi. Chúng ta có top 1 là Fuina, top 2 là Levilet, 3 Navia, 4 là Nahida, Zhongli, Zomiya, Kazuha, Whisley, Yelan và Yemiko. Không có những cái tên như là Ayaka hay là không có Rensugen ở trong này. Mà những cái nhân vật ở Fountain thì đứng top rất là cao. Nahida thì lại chỉ có ở top 4 thôi, Zhongli thì tận top 5. Cá nhân mình thì mình có cảm thấy một cái sự khác biệt rất rõ ràng trong cái top các nhân vật yêu thích này. Mình có cảm giác như là nếu như là cái thống kê này được làm từ những người chơi ở server châu Á thì cái top nó sẽ khác hơn khá là nhiều. Và đây là cái thống kê ở trên Reddit nhá. Anh em thấy sao về cái top này? Anh em có cảm thấy phần nào nó giống với đánh giá của anh em không? Hay phần nào khác thì anh em hãy để lại bình luận nhá. Và nếu như anh em không hài lòng với cái phần thống kê các nhân vật yêu thích nhất này thì chúng ta vẫn còn một cái phần nữa được làm bởi chính nhà phát hành mà mình đã nhắc ở đầu video. Đó là sự kiện bình chọn top 10 nhân vật yêu thích nhất năm 2023 của HoYoLab. Theo mình biết thì cái sự kiện này nó vẫn đang diễn ra và những cái thông số mà anh em xem được trong video này là ở thời điểm mình quay video. Thời điểm anh em vào xem sau khi biết đến cái tin tức này thì có thể là cái chỉ số nó đã khác rồi. Họ kêu gọi rằng là bình chọn top 10 nhân vật được yêu thích nhất năm 2023 dựa trên biểu hiện cốt truyện, năng lực chiến đấu, trang phục, ngoại quan và các phương diện khác. Hãy chọn ra 10 nhân vật bạn yêu thích nhất. Các nhân vật sau đây được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, chỉ bao gồm nhân vật ra mắt trước 29 tháng 12 2023 thôi. Và nó có thời gian kết thúc khá là kỳ quặc ở đây, anh em có thấy không? 29 tháng 12 2028. Mình không biết là khi nào thì nó sẽ có kết quả nữa, nhưng mà sau khi mà mình vote ở trong này thì mình thấy rằng nó đã có những cái phần có thể xem được. Và họ chia ra là nhân vật nam và nhân vật nữ ở hai bảng xếp hạng khác nhau. Ok anh em. Đầu tiên chúng ta có Ether là 771 phiếu, rồi Abedo 440 phiếu, Aitam 896 phiếu. Cứ như vậy, rồi đến Bennett là 520 phiếu và mình đã chọn Bennett. Cái này anh em có thể chọn được nhiều nhân vật nhưng mà mình chọn một thôi. Kéo xuống dưới thì mình thấy là Kazuha đang có một cái phiếu bầu rất là cao, lên đến 1.748 phiếu, 33,07%. Bên dưới chúng ta có Ayato thì cũng có 908 phiếu, rất cao. Kẻ lang thang 1.338 phiếu là nhân vật
theo mình thấy là cái chỉ số này là rất được yêu thích rồi đúng không? Sau nữa chúng ta có Le Villette là một nhân vật mới xuất hiện thôi nhưng có 1.647 phiếu, chiếm đến 31%. Và xuống dưới này chúng ta thấy các nhân vật đều có lượng phiếu khá là nhiều, Xiao 1.200 phiếu và cuối cùng là Zhongli đến 1.881 phiếu. Đến đây là mình đã thấy có cái sự khác biệt khá là nhiều so với thống kê ở bên Reddit rồi. Ở bên dưới chúng ta có nhân vật nữ được yêu thích nhất. Thì đập vào mắt mình là Aloy với 60 phiếu. Và kéo xuống dưới thì mình thấy Fuina 1.810 phiếu. Về Fuina thì lượng phiếu cũng rất là cao và mình thấy rằng điều này là rất hợp lý bởi vì đây là nhân vật mới và cái câu chuyện gần nhất thì gây ra ấn tượng rất là lớn. Mình thử so sánh Fuina với nhân vật ở bên trên Zhongli thì cái lượng phiếu có thể nói là khá là ngang kèo, khá là kinh khủng ấy. Về Hu Tao chúng ta có 1.346 phiếu được yêu thích rất nhiều, Iyaka 1.309 phiếu, Lúa Mì chúng ta có 757 phiếu. Thống kê ở trong này không có bình chọn cho Paimon nhé. Naida 1.439 phiếu, Navia thì 883 phiếu. Với cặp Naida và Navia này thì anh em đã thấy có cái sự khác biệt chênh lệch rất là lớn giữa Reddit và bên Hojolab rồi. Và Rensugan chúng ta có 2.015 phiếu, rất cao, cao đột biến luôn, cao hơn hẳn so với 1.000 rồi. Chúng ta có Kokumi 583 và Yemiko 1.198 phiếu. Để xem được chi tiết những cái phần chỉ số này và cả những cái chỉ số đã thay đổi hoặc là anh em có thể vote cho nhân vật yêu thích của anh em thì hãy vào link trên Hojolab trên cái sự kiện đó để anh em có thể tự vote nhé. Ở trong cái top nhân vật nữ yêu thích nhất thì thấp nhất không phải là Aloy mà là theo như mình thấy ở đây đó chính là Shinyan với 28 phiếu. Và thêm một điểm rất là khác biệt giữa Reddit và Hojolab đó chính là về nhân vật Xianyun bà cò thì ở bên này số phiếu vẫn đang rất là thấp. Ở cái thời điểm mình làm video thì mình đã thống kê được top 5 nhân vật yêu thích nhất dựa theo giới tính bên nam và nữ. Ở nam thì chúng ta có Zhongli là top 1 và chênh lệch top 2 thì là Kazuha chỉ thiếu một chút thôi. Và bên nữ thì chúng ta có Ren là top 1, còn top 2 là Fuina và sau đó là đến Nahida cùng với các nhân vật khác. Xin nhắc lại thì đây là cái thống kê ở trên cái Hojolab của nhà phát hành và nó vẫn còn đang tiếp tục, anh em vẫn có thể vote được và chỉ số nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là về cái phần thay đổi chỉ số ấy thì các nhân vật được vote nhiều nó vẫn sẽ tăng lên, nó vẫn theo một cái tỷ lệ nhất định. Theo đánh giá chủ quan của cá nhân mình thì mình có vẻ tin tưởng về cái vote ở bên Hojolab hơn. Mình cảm thấy nó có vẻ giống với cái thông tin mà mình được biết trong game và những cái thông tin mà mọi người bàn luận về các nhân vật hơn. Ok, vậy anh em thích cái phần đánh giá nào hơn hoặc anh em có một phần đánh giá chủ quan cá nhân thì anh em có thể để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Trên tất cả thì đây chỉ là một cái video mang tính chất giải trí thôi và xin cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi nó nhé. Nãy giờ chắc anh em cũng đã chú ý phần video minh họa của mình thì mình đang chơi cái phần sự kiện tường vi và hỏa mai, cụ thể là cái màn chơi tốc độ cực hạn. Mình đã để nó đến ngày cuối cùng mới chơi và bất ngờ mình nhận ra là nếu như mình bỏ qua cái phần chơi co-op này thì sẽ không nhận được cái vật phẩm trang trí Noel. Cái vật phẩm trang trí Noel này thì nó là một cái tượng để đặt trong ấm trần ca. Về cái tượng này thì nó nằm ở cái phần cảnh quan. Cái bấm vào cảnh quan mình sẽ kéo sang bên tay phải này thì anh em sẽ thấy nó ở đó. Và mình sẽ đặt nó ở bên cạnh cái vị trí tượng của Zhongli mà hôm trước là anh em tham gia cái phần sự kiện nhận miễn phí anh em chắc cũng đã nhận được rồi. Và mình bất ngờ là cái tượng người tuyết này, đây phải người tuyết không anh em? Nó có thể chuyển động được và nó rất là chi tiết luôn. Mình không nghĩ là chúng ta nên bỏ qua cái tượng này. Hôm nay thì khi vào game chắc anh em cũng đã nhận được cái thư của nhà phát hành nhắc về chuyện là cái sự kiện nó sắp kết thúc. Nên nếu như anh em vẫn bỏ chưa làm cái sự kiện phần co-op này thì anh em có thể làm nhé. Vào chơi thì mình nghĩ là cũng không cần phải căng thẳng lắm đâu. Nhiều anh em không thích cái phần co-op này, mình cũng không quá thích. Cho nên là mình vào mình chỉ có nhảy thật nhiều thôi, nó cũng cho mình điểm rất là cao. Anh em có thể thấy rằng mình không phải là người đạt điểm cao nhất nhưng mà cái số lượt nhảy của mình lên 82 điểm nhìn rất là ngầu. Tiện cái video thì mình nhắc anh em về cái phần sự kiện thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ xin phép kết thúc cái video về cái phần thông tin xếp hạng top nhân vật yêu thích giải trí này. Nhớ để lại ý kiến của anh em về phần bình chọn nhé. Anh em nghĩ như thế nào về những cái bình chọn này? Để kết thúc video thì mình sẽ để cái clip giới thiệu về Sep Real. Nếu anh em quan tâm thì có thể xem ở đây luôn. Trong trailer của cô ấy thì đây là cách đọc bằng tiếng Anh. I'm Chevrous. I'm Chevrous. Còn đây là cách tiếng Nhật đọc. Fontaine Tokujun Tai Taicho Shubrus da. Shubrus da. Còn đây là tiếng Việt. Tép Siêu. Tép Siêu. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Mình đã rất nghiêm túc đây. Chúc anh em một ngày thật vui nhé. Bye bye cả nhà. シスト糖質の多い食べ物は勤務中のエネルギーを十分賄うことができ気分まで良くしてくれる
空き時間があったら犯罪小説を読んでいる。なかなか興味深い内容だ。フォンテーヌ特巡隊隊長シュブルースだ。何か手を焼いている事件はあるか？特巡隊はあらゆる危険をはらむ凶悪な事件や立ちの悪い犯罪者の対処を専門としてる。故に法を執行する際はいささか強腰の態度を取るんだ。動くな！武器を捨てろ！それ！最後の警告だ。発砲音を雷で紛らわす犯罪者もいるが、私のこの耳をごまかせはしない。投降しろ！やっと今日の仕事も終わったか。大したトラブルはなかったな。そうだ、ミステリートレーサーの最新刊を受け取りに行かなければ。